thiếu nữ suýt chết vì dùng băng vệ sinh quá lâu. Molly Paulet, 14 tuổi, đến từ Daventry, Northamptonshire, Anh, đã suýt mất mạng vì hội chứng sốc độc tố do sử dụng tampon trong 10 tiếng. Ngày 10 tháng 4, Molly Paulet thức dậy với nhiều nốt ban trên khắp cơ thể cùng với triệu chứng đau miệng và lưỡi đỏ. Cô được mẹ đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Tại đây, các bác sĩ xác định Molly bị mắc hội chứng sốc độc tố do tụ cầu khuẩn Staphylococcus aureus và Staphylococcus pyogenes xâm nhập vào cơ thể và giải phóng ra độc tố. Triệu chứng của TSS bao gồm đau miệng, lưỡi đỏ, sốt cao, giảm huyết áp, buồn nôn, nôn mửa và đi ngoài, nổi ban đỏ. TSS rất hiếm gặp không được chữa trị kịp thời có thể dẫn tới tử vong. Mẹ của Molly, Sonia nói: "Con gái tôi sử dụng chiếc băng vệ sinh ấy trước khi đi ngủ và nó đã ở trong cơ thể con bé suốt 10 tiếng. Thật may mắn là tôi đã bỏ miếng băng vệ sinh đó và đưa Molly đến bệnh viện kịp thời, nếu không con bé có thể đã chết." Nguyên nhân được xác định là Molly đã sử dụng tampon trong một thời gian dài khiến độc tố của tụ cầu khuẩn sẵn xâm nhập vào cơ thể qua niêm mạc âm đạo dẫn đến tình trạng nhiễm trùng. Thận của Molly không thể loại bỏ được độc tố dẫn đến tình trạng sốc, cô được dùng thuốc để ổn định tình hình. Tampon là loại băng vệ sinh có hình dạng như một chiếc que, kích thước khá nhỏ gọn, to cỡ ngón tay dài khoảng 4 đến 5 cm có chức năng giống với các loại băng vệ sinh thông thường nhưng tampon được đưa sâu vào bên trong âm đạo để thấm hút chất dịch. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và hiệu quả, tampon chỉ nên sử dụng từ 3 đến 4 tiếng, tuyệt đối không để quá 8 tiếng trong cơ thể.